Thì đây là một chiếc iPhone 12 hàng new chế tiếp Đã là hàng new thì độ an toàn là an toàn nhất Tại vì sao? Tại vì nó không có máy dựng Các bạn có thể nhìn này Hình thức của nó thì không có một đặc điểm nào để các bạn có thể chê được cả Nó không có một tí bụi bẩn nào kết vào màng loa, màng mic chân sạc Rồi là gạt rung, nút nguồn, tăng giảm âm lượng Tất cả mọi thứ các bạn nhìn nó đều là hoàn hảo hết nhá Đây, hoàn hảo từng chi tiết nhá không có một đặc điểm nào có thể chê được cả, tại vì nó là máy new. Và máy new này này thì các bạn phải nhớ là cái phần siêu này nó dán rất là đều nhé. Nó dán rất là đều. Bên trong cũng thế màn hình phẳng căng bóng lì không có một vết bụi bẩn nào cả. Nhưng chọn máy new này cũng phải để ý xem kỹ hình thức tại vì sao? Tại vì nó vận chuyển nó không có hộp cho nên là nhiều khi đấy không để ý đấy là nó có những cái vết xước sát do máy này nó kỳ vào máy kia. Thế nên là khi mình xem là mình xem phải thật là kỹ. Đây là một chiếc máy new nhé. Còn đây là một chiếc máy hàng sạc ít pin 100%. Cây này nó sạc không lần pin 100, 100 nghĩa nó nó chưa qua sử dụng. Chưa qua sử dụng thì cây máy này thực tế ra mà nói đấy, cái độ đẹp của nó thì cũng chẳng khác gì một cây máy new cả. Đây các bạn có thể nhìn này. Màng loa, màng mic, chân sạc, ốc nghĩa các thứ nó cũng không có một hạt bụi bẩn nào két vào, kể cả tăng giảm âm lượng nút nguồn gạt rung rồi là phần viền vỏ đây bẩn nhá. Đó. Không có một đặc điểm nào để các bạn có thể chê được cả. Và nó giống y chang như một chiếc máy new. Đây, có khác gì đâu chẳng khác gì như một chiếc máy new cả nhưng đây là một chiếc máy hàng sạc ít pin 100% nhưng cây máy này đấy nếu mà xét về cái độ an toàn đấy thì nó không thể an toàn được bằng máy new tại máy new cho tiếp có nghĩa là người ta chưa động vào cây máy đấy của bạn còn máy sạc ít này người ta đã tiếp lên rồi tiếp lên rồi thì có thể người ta động vào rồi bạn sẽ phải kiểm tra lại thì bạn mới biết được cây máy này có phải zin hay không còn cây máy hàng new thì chẳng cần kiểm tra chỉ cần check mỗi series trên hệ thống Thế là nếu xét về độ an toàn thì máy new là số 1, còn máy sạc ít pin 100, độ chất thì nó ngang máy new. Còn đứng ở vị trí số 3 đấy là một cây máy hàng cũ nhưng nó là hàng zin nguyên bản hình thức đẹp kép. Mặc dù các bạn có thể nhìn thấy phần bụi bẩn nó két vào phần màng loa, màng mic, chân sạc, nút nguồn, tăng giảm âm lượng gạt rung. Có những cái vết bụi bẩn đấy là theo thời gian. Nhưng hình thức của nó không có những vết xước sát mạnh. Máy không bị cấn móp cong vênh. Có nghĩa là cây máy này được dùng trong một môi trường rất là tốt. Mặc dù nó là máy cũ, có nghĩa là người chủ trước của cái máy, người ta sử dụng cái máy rất là giữ gìn. Thế nên là chất lượng của cái máy này rất là tốt. Đây, ví dụ như đây là bụi bẩn két vào theo thời gian. Những cái vết bụi bẩn như thế này đấy, thì thường khi vào tay những người như bọn mình ấy, là bọn mình sẽ vệ sinh. Vệ sinh để làm gì? Thứ nhất, vệ sinh để khi đến tay khách hàng, cầm vào nó sẽ đẹp hơn. Thứ hai, vệ sinh để đảm bảo chất lượng của các cái linh kiện. Ví dụ các bạn hình dung nhá, cái két loa, két màng mic này này, nếu bạn không vệ sinh nó sẽ két càng ngày càng nhiều hơn và nó gây ra hiện tượng bị mic bé loa bé rè loa thế nên vệ sinh nó tốt cả cho linh kiện và tốt cả cho việc đấy là khi khách hàng cầm vào tay nhìn nó sẽ đẹp mà phải nói đây là ai chẳng thích đẹp cứ bảo đấy là tôi không thích đẹp đâu nhưng cùng giá thì nhiên thích đẹp thế nên là đứng thứ ba là hàng zin nguyên bản hình thức đẹp keng đứng thứ hai là hàng zin nguyên bản sạc ít pin 100% và cái này đấy nó cũng chẳng khác gì máy new cả chất lượng thì nó không khác gì máy new nhưng đứng số 1 vẫn là hàng new cháy tiếp nha mặc dù chất lượng thì nó chỉ giống như hàng sạc ít pin 100 nhưng về độ an toàn thì nó đứng số 1 mà bây giờ cái dòng iPhone 12 này này nó chỉ hơn cái dòng iPhone 11 có chút xíu thôi mà cái màn hình nó được màn hình OLED thay vì cái màn hình LCD như cái dòng iPhone 11 thế nên là chọn iPhone 12 tại thời điểm như thế này là hợp lý thế nhá